Lương Xuân Trường là một trong những tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Không chỉ nổi tiếng với khả năng phân phối bóng với những đường truyền dài có đẳng cấp cao ở giữa sân, mà anh còn được biết đến là cầu nối giữa ban huấn luyện và các cầu thủ ở bất kỳ câu lạc bộ hay các cấp độ đội tuyển quốc gia. Lương Xuân Trường sinh ngày 28 tháng 4 năm 1995 tại Tuyên Quang. Hiện tại, Xuân Trường đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngoài ra, tiền vệ 25 tuổi cũng từng được cho mượn ở câu lạc bộ Inter United năm 2016 và câu lạc bộ Gangwon FC năm 2017. Từ tháng 2 năm 2019, anh đến thi đấu cho câu lạc bộ Buriram United tại Thái Lan trước khi quay trở về thi đấu cho đội bóng phố núi ở giai đoạn 2 của mùa giải. Ngay từ nhỏ, Xuân Trường đã có niềm đam mê và bộc lộ năng khiếu với trái bóng tròn. Không tốn quá nhiều thời gian để người hâm mộ biết đến tên của tiền vệ quê Tuyên Quang khi anh là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Cùng với những cầu thủ như Công Phượng, Văn Thành, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường bắt đầu thành công và thi đấu ấn tượng trong mùa áo U19 Việt Nam năm 2014. Nên nhớ, đây là thời điểm người hâm mộ không còn mặn mà với trái bóng tròn. Nhưng nhờ tài năng của mình cùng với các đồng đội, Xuân Trường và lứa U19 năm đó đã kéo tình yêu của người hâm mộ quay trở lại với đội tuyển. Sau khi rất thành công ở những giải trẻ trong bóng đá các cấp độ đội tuyển quốc gia, V-League 2015 chứng kiến Xuân Trường cùng những cầu thủ mới chập chững bước vào độ tuổi đôi mươi được đưa lên đội 1 của Hoàng Anh Gia Lai. Ngay ở trận ra quân tiếp đón Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam, các chàng trai trẻ của đội bóng phố núi đã có màn ra mắt ấn tượng khi giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trong một trận đấu sân vận động Pleiku không có một chỗ trống. Sau đó, dù liên tục được cho mượn để thi đấu tại nước ngoài, nhưng tiền vệ quê Tuyên Quang không thường xuyên được ra sân và đó là lý do anh đã quay trở về với đội bóng phố núi để tìm lại phong độ vốn có. Đấy là trong màu áo của các câu lạc bộ. Còn với các cán bộ đội tuyển quốc gia Việt Nam, Xuân Trường luôn là một cái tên quen thuộc được mọi huấn luyện viên trọng dụng và sử dụng thi đấu. Giải đấu trò sáng nhất của Xuân Trường chính là vòng chung kết U23 châu Á đầu năm 2018. Tại Thường Châu năm ấy, tiền vệ của Tuyên Quang không chỉ nắm vai trò đội trưởng thi đấu tất cả các trận cho U23 Việt Nam, mà anh còn là người kết nối ban huấn luyện với các cầu thủ nhờ vốn tiếng Anh và tiếng Hàn đã được chu rèn qua nhiều năm tháng. Ngoài vòng chung kết U23 châu Á 2018 lịch sử, Xuân Trường cũng góp mặt trong màu áo của Olympic Việt Nam, giành hạng tư ASEAN 18 và vô địch AFF Cup cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tuy vậy, ở những giải đấu này, vai trò của Xuân Trường đã không còn rõ nét vì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có trong tay những cầu thủ rất hay và ổn định thi đấu cùng vị trí với tiền vệ sinh năm 1995. Có thể thấy, vào thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng thi đấu tốt ở cùng vị trí tiền vệ trung tâm với Xuân Trường như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Huy Hùng, Đức Huy. Nhưng sân hữu những cái tên này, không một ai có thể sở hữu khả năng chuyền bóng ở cự ly dài chuẩn xác như tiền vệ Quê Tuyên Quang. Những đường chuyền của Xuân Trường luôn được đánh giá rất cao và được giới chuyên môn nhận xét như là đặt bóng vào chân cho đồng đội ghi bàn. Khi đấu ở trên sân, Xuân Trường là một thủ lĩnh, anh thu hồi bóng và phân phát bóng rất tốt. Những tình huống xử lý bóng của anh cũng vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, rõ ràng. Chính vì phong cách thi đấu thuộc dạng hiếm của bóng đá Việt Nam, mà dù có những lúc phong độ không cao, Xuân Trường không khi nào vắng mặt trong những đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Dù vậy, trong những năm gần đây, chính thể lực không đảm bảo và không mạnh mẽ về khả năng tranh chấp tay đôi đã khiến cho Xuân Trường tụt lại phía sau và không thể cạnh tranh với người đồng đội trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh, cũng như người không phổi của Hà Nội FC, Đỗ Hùng Dũng cho vị trí tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng, ở tuổi 25, tiền vệ Quân Tuấn Quang vẫn còn đủ thời gian để cải thiện bản thân cho hành trình tìm lại vị trí chính thức trong màu áo của đội tuyển quốc gia ở phía trước. Hy vọng Xuân Trường sẽ tận dụng quãng thời gian V-League tạm nghỉ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để không những hồi phục chấn thương giữa trận đấu trước anh gặp phải trong một đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, mà còn cải thiện thể lực sẵn sàng quay trở lại thi đấu cho đội bóng phố núi trước khi tìm kiếm cơ hội cạnh tranh một suất đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Next spot.
luôn đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.